Duy Nguyễn xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đời Là Thế. Hôm nay Duy Nguyễn rất là vui gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn. Câu chuyện hôm nay Duy Nguyễn gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn nghe là một kiều bào ở Anh gửi về cho Duy Nguyễn. Nhờ Duy Nguyễn kể lại cho quý vị và các bạn chúng ta nghe câu chuyện của gia đình người ấy. Câu chuyện này, nhân vật trong câu chuyện là vợ chồng anh Bích. Thông qua câu chuyện này, Duy Nguyễn xin chân thành cảm ơn chị Bích rất là nhiều. Chị đã đóng góp một câu chuyện tâm linh. Câu chuyện hôm nay mà Duy Nguyễn kể đến cho quý vị và các bạn nghe có tựa đề là Con Cầu Con Khẩn. Tình tiết câu chuyện này như thế nào, bây giờ Duy Nguyễn xin mời quý cô chú anh chị và các bạn lắng nghe. Có một gia đình chỉ có hai vợ chồng cưới nhau đã 2 năm mà không có con. Mà gia đình này rất là giàu có. Và đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là hai vợ chồng bình thường, không có vấn đề gì hiếm muộn. Và bác sĩ cũng có kê to thuốc để mà bồi dưỡng sức khỏe cho hai vợ chồng. Uống thuốc của bệnh viện cũng mấy tháng trời để mà tăng thêm cái sức khỏe. Nhưng mà cái tin vui đó cũng bật vô âm tín. Rồi một hôm đó là anh nghe được có một ông thầy đó chuyên môn đỡ đầu cho những cặp vợ chồng mà không có con hoặc là hiếm muộn. Vợ chồng anh Bích rất là vui, từ ở nước Anh mà lặn lội đường xá xa xôi qua tới nước Mỹ ở tiểu bang Texas. Hai vợ chồng cũng đã tìm đến cái vị thầy đó và nhờ thầy khám bệnh và làm phép để cầu con. À, cái thầy này ở bên Mỹ đó là thầy nhận phí rõ ràng. Thầy nói nếu mà cái ca này mà thành công, khi mà ngày sinh con ra, thầy sẽ nhận $1,000. Nhưng mà trước tiên thầy sẽ nhận $500. Trong vòng 6 tháng mà không có tin vui, thì thầy sẽ hoàn lại cái số tiền $500 thầy đã nhận. Lần làm phép đầu tiên cũng đã xong, trong vòng khoảng 15 phút. Trước khi về, vợ chồng anh Bích có nói, nếu mà cái đợt này mà cầu con mà có, thì vợ chồng anh sẵn sàng biếu thầy 10,000, chứ đừng có nói là $1,000. Biếu chỉ riêng thầy là 10,000, còn 1,000 phí của thầy là không tính. Ông thầy này cũng khá là tốt bụng, và ông thầy này nói là tôi làm có cái quy lực của tôi. Nếu tôi làm thành công, tôi sẽ nhận đúng 1,000, còn tôi làm không thành công, tôi sẽ hoàn tiền lại, không giữ một đồng. Hai bên cũng không cần đôi co, và vợ chồng anh Bích đi về. Đúng ngày này tháng sau, vợ chồng anh Bích đến lần thứ hai. Và sự việc thì cũng y như vậy. Thầy cũng làm phép và đưa cho vợ chồng mỗi một người một lá phép, đem về nhà và đặt ở dưới gối để mà nằm ngủ. Thật sự là cái vị thầy này rất là hay. 4 tháng sau, hai vợ chồng của anh chị Bích có tin vui. Khi mà đi khám siêu âm đó, trong cái bầu thai này đã có 2 cái hình hài của 2 bé. Lúc đó còn quá nhỏ nên là bác sĩ chưa phân biệt được giới tính. Vợ chồng anh Bích điện thoại cho thầy mỗi ngày, phe và mừng rất là nhiều. Rồi thấm thoát 9 tháng đã trôi qua, vợ anh Bích đã hạ sinh 1 bé trai và 1 bé gái. Trong khi đó bé gái rất là ngoan, còn bé trai thì rất là nghịch, quậy rất là nhiều, khóc hét tối ngày sáng đêm. Khi xuất viện về nhà, anh Bích mới bay qua Mỹ gửi thầy số tiền mà còn nợ lại. Và anh Bích cũng có gửi biếu thầy 10,000 y như lời hứa. Nhưng cuối cùng vị thầy này không nhận. Rồi thấm thoát 1 tháng đã trôi qua, ngày mà đầy tháng của 2 bé, hai vợ chồng anh Bích làm rất là lớn, là đãi ăn miễn phí, không nhận tiền bất kỳ ai, không nhận quà cáp. Mà hai vợ chồng anh Bích là đãi 50 mâm ăn mừng vì đã có cặp song sinh. Ngày đầy tháng, anh chị quyết định là đặt 2 cái tên cho 2 bé này. Bởi vì bé gái là sinh ra trước, bé trai sinh ra sau, anh chị mới quyết định đặt cái tên bé gái là Hạnh và bé trai là tên Phúc. Cái tên rất là đẹp, mà cái tên là nhiều người muốn đặt cho con mình. Hôm đó anh Bích rất là vui
và nhậu rất là nhiều vì ăn mừng. Đêm đó anh Bích nằm mơ. Sáng ngày anh Bích mới kể lại cho chị nghe là hồi tối anh Bích nằm mơ thấy là cái bé Phúc này cầm con dao lại mà cắt cổ anh. Hai vợ chồng cứ nghĩ là chỉ nằm mơ thôi. Và ngày ngày trôi qua, cái bé trai mà tên Phúc này rất là nghịch ngợm. Khi mà mẹ cho bú thì lại cắn mẹ. Còn khi mà cha hôn thì lại cắn mặt, cắn mũi của cha. Cái bé Phúc này tỏ vẻ cáu gắt tối ngày lẫn ban đêm. Thấm thoát thì một năm đã trôi qua. Cái ngày mà thôi nôi của hai bé, anh chị làm nhỏ lại, làm chỉ 10 mâm đãi bà con hàng xóm thôi. Khi mà bé Phúc 1 tuổi, bé Phúc rất là lanh lợi. Bé Phúc có cái cử chỉ hành động y như là một người lớn, thường xuyên đòi chơi những cái vật sắc nhọn. Lúc mà chị Bích đang làm cắt đồ ăn á, bạn cầm con dao cắt đồ ăn, thì bé thường xuyên đòi con dao đó, chỉ con dao đó. Nhưng mà chị Bích không có cho con nít chơi dao. Tối đêm đó, nghịch ngợm bò quậy sáng đêm không ngủ, mà thường ngồi chỉ tay vào những góc tường mà hơi tối tối. Và sáng ngày hôm sau, vô tình anh xem lại cái camera, anh phát hiện là nửa đêm á, trong lúc đang ngủ á, là hai đứa trẻ này ngủ riêng một phòng, mà cái bé Phúc này bò xuống cái giường và bò xung quanh trong tường và đưa cái tay lên rờ, mà không phải là rờ trong tường mà rờ ngoài không khí á, giống như mà rờ mặt một cái đứa trẻ nào đó. Anh mới mở cái camera lại cho vợ coi, thì chị Bích cũng khẳng định là xem được cái hình ảnh đó. Nhưng mà hai vợ chồng sợ thì sợ, nhưng mà bây giờ biết làm gì. Anh chị cũng quên là cái vị thầy này. Và ngày hôm sau, chị Bích đang ngồi gọt trái cây thì bé Hạnh nó khóc. Và chị chạy vào dỗ bé Hạnh. Trong lúc đó anh Bích đang ngủ ở trên võng ở nhà trên. Chị Bích thì đang dỗ bé Hạnh, và bé Phúc này cầm con dao và đứng lên, đi thẳng lên nhà trên và cầm con dao bằng hai tay, đâm một phát vào đúng ngay tim của anh Bích. Trong lúc đó chị Bích ở phòng kế bên và chị nghe anh Bích la rất là nhiều. Khi mà chị Bích chạy qua thì anh Bích đã ra đi. Lúc đó thì không thấy là bé Phúc ở đó, mà con dao thì gắm trên ngực. Chị Bích mới la làng lên và chạy ra phía sau thì thấy là hai cái tay bé Phúc có rất là nhiều máu. Và những cái người hàng xóm ở Việt Kiều, người Việt đó, người ta chạy qua và báo cho công an đến. Trong lúc này thì công an biết là không thể nào cứu được anh Bích nữa, nên là trích xuất camera càng nhanh càng tốt để bắt được hung thủ. Và lúc này mọi người đang tập trung vào cái màn hình của cái laptop để xem thử coi là hung thủ này là ai. Thì bỗng nhiên xuất hiện một cái đoạn video bé Phúc lại ngay chỗ mà chị Bích gọt trái cây mà đang để con dao đó. Bé Phúc cầm cái con dao và đứng lên và đi thẳng lên cái phòng khách và nắm chặt hai tay mà đâm xuống ngực anh Bích một cái lực rất là mạnh. Mọi người nghĩ cái lực đó phải là người lớn, bởi vì cái con dao này cái lưỡi của nó dài 25 phân mà đâm xuyên từ trên xuống tới cái võng luôn. Thì cái đứa trẻ con 1 tuổi không có cách nào mà làm được việc đó. Chỉ có cái thế lực tâm linh nào mà mới sử dụng được như vậy. Lúc đó mọi người tá quả ra và rất là sợ. Thì ở nhà sau, bé Phúc la hét và khóc rất nhiều. Khoảng 2 phút sau, bé Phúc cũng lăn ra mà mất. Thì quý vị thấy cái sự việc này, cái sự hiện diện của tâm linh rất là cao. Công an cũng bó tay, không biết cái vấn đề này là sự việc gì. Nhưng mà ở nước ngoài người ta không tin vấn đề tâm linh. Và cái việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã xong rồi, công an cũng bàn giao hai thi thể này lại cho chị Bích để lo hậu sự. Khi làm đám tang xong, chị Bích lập tức đến một cái vị thầy rất là hay. Khi chị Bích đến cái vị thầy và cái vị thầy này xem,
và nói rất là rõ ràng là cái khu vườn mà nhà của anh chị mới xây nhà, mới san lấp mặt bằng và chặt rất là nhiều cây. Và trong đó là có một số cây rất là to. Trong lúc đó là khu vườn mà anh chị san bằng đó, là hai cái vong linh này đang ở trong đó. Hai cái vong linh này là hai vong linh vô gia cư mà người ta đang trú ngụ ở trong cái khu vườn đó. Mà khi vợ chồng anh Bích về đây mua khu đất này và san bằng hết cái khu đất. Và hai cái vong linh này rất là oán hận bởi vì nơi người ta đang trú ngụ mà mình đến đó mình phá. Và nhân dịp đi cầu sinh con về, hai cái vong này nó đang chập chờn ở đó. Nó trông có cơ hội để mà nó đầu thai lên. Mà một cái người nam là quyết định trả thù, còn một người nữ là đi theo để can ngăn. Và bé Hạnh là cái vong tốt, còn cái bé Phúc lúc nào cũng nuôi cái sự hận thù để trả thù. Chị Bích mới nhờ thầy làm một cái phép để mà cầu siêu cho những cái vong linh đã mất, và làm một cái phép bình an cho hai mẹ con còn đang sống. Và tới thời điểm bây giờ, bé Hạnh đã tròn 20 tuổi. Và bé Hạnh rất là có hiếu với mẹ, không bao giờ làm mẹ buồn, lúc nào cũng cận kề bên mẹ để chăm lo mẹ. Rồi câu chuyện hôm nay mà Duy Nguyễn gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta nghe và xem đến đây đã hết rồi quý vị. Duy Nguyễn xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi hết cái clip của mình. Rồi bây giờ Duy Nguyễn xin bye bye và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn những tập truyện tiếp theo.